Bà dù đấy tặng ngọc này bà ngày này lúc rút xong bằng hành video mới đang dùng pi mê riêng IP version 6 bà dùng thuộc tại lưu âm pi IP version 4 IP version 6 bà hai cái dùng thuộc bàn sắc xa rồi hai đá âm pi IP version 4 lấy này dùng mà sắc xa âm pi IP version 6 vinh bà ta IP version 6 structure របស់ វា មាន ទម្រង់ បែប ម៉េច ការ សរសេរ IP version 6 យើង សរសេរ យ៉ាង ដូច ម្តេច បាទ អញ្ចឹង យើង មើល ប្រៀប ធៀប ទៅ ទៅ នឹង IP version 4 ថា IP version 4 មាន 32 bits ចំណែក IP version 6 មាន រហូត ទៅ ដល់ 128 bits បាទ អញ្ចឹង IP version 4 32 bits vì miền binary number rồi hỗ trợ đó 32 bit và chẳng có đôi khi IP version của mỗi miền mà rồi mà phải bằng 7 bit miền miền này thà IP version của mỗi ba sạch xe chữ binary number khuyên thà miền rồi hỗ trợ đó mà rồi mà phải bằng 7 binary number đôi khi và cứ mà rồi mà phải bằng 7 bit và chẳng đi chỉ cả bệnh thiết vụ viện IP version 4 nâng IP version của mỗi vì miền tổng hôm trả ơn bà vì miền tổng hôm trả ơn hãy lấy bạn chỉ kê bằng cách IP version của mối này láng cứ đòi xa IP version buồn ý dường pra tới vía mình cực còn xâm rạp bị phúc lúc tiếng ngu và bị bố ốc có cả ơn láng chỉ trả ơn everyday và smartphone computer devices nâng ốc có xem xem tiết và cao lên chỉ riêng rồi thế này chứng opco tiếng anh nút cứ chỉ communication device cái này main communication device cứ tất cả IP address mà tất cả IP address chứng hỏi từ IP version 4 cứ prapra mình cục còn thì xâm rạp bị phục lộ của này mà chứng nơi là bản đàn internet và IP version 4 cứ cro hỏi IP nâng chúng hãy tiếp kế bằng card IP version của mùi này là hay IP version của mùi còn một mẹn tiếp tại bằng card lãng đài và cứ card lãng dù hào ok lấy dương mơ ta IP version của mùi nâng kì sẽ xe dàng đổi đạch IP version của mùi miên rồi hô tự đo mà rồi mà phải bằng 7 bits đà mà rồi mà phải bằng 7 bits nâng kì sẽ xe chỉ bằng bốn câu đập của mùi hay giá decimal chúng bập bòn cô đập bầm mũi mình mèn bập bòn cô đập tiệt tê IP version 4 dùng sạch sẽ bập bòn cô đập phần tay IP version bầm mũi ní kì sạch sẽ bập bòn cô đập bầm mũi và nơi khăn ông bập bòn cô đập bầm mũi nông miên là hô tự đó xam sạch bì tua lê rộp bọ bập bòn cô đập bầm mũi và bốc sạch rộp tới kì xma nâng mở rồi mà phải bầm 7 bits và chân ní kì chìa xam sạch bì tua lê này hạch giả và đại sma nâng mùi IP address robot version của mùi và bà dân sẽ say IP version của mùi cứ dân sẽ bạp chân ta 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 màu cho ra nè và bản thân nâng mình men chỉ tùm rung này ca sổ xế mình men chỉ format này ca sổ xế IP version của mùi tì và xong mình chạy tha IP version của mùi chạy chân chia bầm bảy cái tùng và cho chân chỉ bằng 7 cái tống nông mùi cái tống mùi cái tống miền buôn tua lên này hạch giả và nít cứ chia format này ca sở xế IP version của mùi mình mến sở xế chọc cái này bạm trẻ thị và cứ sở xế bạm này cứ bí mà cái tống tăng mà cái tống cứ khăn cái này đau xa nhà chọc bì và pi mà tung tới một khung khăn kia đó sinh nhà chất pi để khó hỏng pi IP version 4 pi mà tung tới một tung khó khăn tại sinh nhà chất tầm mùi tại đọc pi IP version 4 mùi cứ khó khăn tròn sinh nhà chất pi và chân xôn bật chạm một đoàn tiết thà IP version 4 mùi sở rộp tặng ớt sở so xế chia format bạm ní sở rộp tới cứ bằng 7 cái tung 1 cái tung, 2 cái tung, 7 cái tung, 4 cái tung, 5 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 cái tung và 5 cái tung chân IP version 4 mùi miên 5 cái tung khăn 1 cái tung miên
lệch hạch giá decimal chấm nuốt bùn tùng và chấm nuốt bùn lệch bỏ hạch giá nếu mình men dương hai tháp pi bòn mùi nửa tế cứ dương hai pi sốn sốn mùi và sân thì dương hai tháp pi bòn mùi mình đã tháp vị trí lệch cổ đọc vậy và vị trí lệch cổ đọc vậy chẳng nông mùi hạch giá nằm bớ này xong mà nâng bùn bịt và chúng dùng mới buôn con năng xàm sắp phí mà nâng mở rối mà phơi bằng bảy bịt và chúng không mùi tung không mùi lệ mùi tu lệ rồi bỏ hạch giá mà nâng buôn bịt chúng sẽ rộng máu không mùi tung này IP version bằng mùi miễn rồi hậu tự đó đập bằng mùi bịt và không mùi tung miễn đập bằng mùi bịt đập vào mũi bit đập vào mũi bit đập vào mũi bit côn năng bầm bảy mà năng mà rối mà phơi bầm bảy bit và mà năng mà rối mà phơi bầm bảy bit ok nít chi cá source và nít chi format này cá source IP version bầm mũi và dùng source bảy chừng dùng mà thử úi được chỉ trả nữa dùng source tới mà chấm và cái miền vị thị xác source và vì mình vì thị xa sổ xế mình men sổ xế tiền quên chân tại một đoàn như thế và lúc ra nà tại dương pra IP rộp liên đoàn nâng bàn dương tờ pra group tung tiền ọ và chân dương mơ tiền ọ như thật tác cái sổ xế IP version bởi mối dạng đội mệnh và ưu tì hò tha nít chi IP version bởi mùi mà chi mà lệch và chia mà lấy đại pra nửa lời computer nào mùi và ta cái sơ sơ dạng đội đất cái represent vi dạng đội đất mà chắc nhầm sông bộ sai ông pi ca bóng bài chia là cái binary number chắc cái tha mùi tung miên đập vào mùi bits mà chắc mùi tua lên này hết giá miên rồi hô tới đó buồn bits mà chắc không mùi tung nó miên đó tới đập vào mùi bits mà miên rồi hô tới đó đập vào mùi bits và chắc chắn mơ hết giá decimal number miên rèn chập bị lệ xấu rồi hô đó là số f nè chúng khi miên đồng nàng ok mà và chúng pi sâu đó là số f nâng miên này tha sâu mùi pi bay buồn pi hàm mùi pi làm bay buồn chẳng thứ à số a cứ lệch đáp à số b cứ lệch đáp mùi c đáp pi đáp bay đáp buồn nâng đáp pram số rộp má cứ đáp bằng mùi lệch và cứ đáp bằng mùi lệch dương ở a giờ c lệch đáp thế dương có ở a giờ c lệch đáp mùi đá dương giờ c lệch b lệch a chẳng thứ chia vào quán cố đáp pram mùi và chỉ vào phần câu đọc bằng mùi chứng dân ưu thì họ thả pi sôn sôn bi nế dân đọc sang pi mà tung này IP version bằng mùi máu ta dân bằng lại tới chia binary number dân bằng lại tới chia hạch giá decimal number dạng mạch nế dân bằng lại vì tờ vinh tờ máu dân đổi đạch vì mình call IMP IP version 4 để dùng convert bi binary number tới chia decimal number thì trong đó bên này dùng convert bi hạch giá decimal tới chia binary number và nick cứ chia binary number đã đồng nàng ấy pi sôn sôn bi trong nick cứ lệch pi và sôn sôn bi hai đấy bàn bi dùng một rupee một này và cứ pi sai cồn đòi xa không mùi tua lệ này hạch giá miền buồn bits và miền buồn bits chứng dân tang ở buồn bits nâng má chứng dân do sai cồn pi chỉ cầu bởi sai dân convert từ chữ binary number chứng pi sai cồn bảy pi sai cồn pi sai cồn muối pi sai cồn sồn và chứng dân bằng má pi sai cồn muối cứ mà nâng bầm bảy và nếu tôi sang đây mùi này pi sai cồn sorry pi sai cồn bảy mà nâng bầm bảy pi sai cồn pi sai cồn muối mà nâng pi bột nâng pi sai cồn sáu mà nâng muối bột bột trâu cũng như thế mà nâng đập mùi cứ pi này anh bà cứ pi chẳng nếu chia rồi biết này cả convert pi hết giá tới chia binary và tới chia binary chẳng dùng từ sắc xá ông pi hết giá number hết giá number đam bấy hết số c IP version bởi mũi bàn lộ và ok lấy dương mơ lòng pi rồi biếp này ca sổ xê
Biếp này ca sở xe IP address version 6 được nhóm dây khẳng đào mình chứng dương mình chẳng bạch sở xe when tạm đoàn hữu thể chứng kì miên rụp bổng môn chấm này ca sở xe chấm nguồn bì và rụp bổng môn tí mùi kì tha bỏ sân bà khtung na này chẳng này khtung chẳng ốc rộp bò IP version 6 nâng tiền bổng mấy khtung nâng bà sân chỉ khơi lê sâu nơi kháng mục dương ách lúc lấy sâu nâng chào bàn nè, dương ách lúc lấy sâu nâng chào bàn chẳng ưu thì họ sâu muối ế bì dương ớt bắt cho xe lấy sâu nè dương ách cho xe thấm ta muối ế bì có bà này có bọn tài ba lấy sâu nâng kháng kháu dương ớt ách lúc về bà này bà lướt lên thật sâu nâng kháng mốc dương lúc về bà chẳng dương lúc dương ưu thì họ tì bí sâu nâng buôn F sâu chúng dương ai sẽ say bằng bốn f sâu chúng sâu nơi hàng cao dương ăn lúc bể dương lúc tại sâu nơi hàng một và anh ấy được nghĩa a sâu sâu nhé dương lúc lại sâu cháo anh ấy sâu pi nơi hàng một dương lúc cháo nó sau tại a b và nó sau tại a b chúng sâu chám thế áo tại lấy sâu nơi hàng một lúc chào bán lấy sâu nơi cả đá nơi hàng trống ớt ai lục chào bạn thì chúng đi chỉ ca sở xế IP version 6 chúng chúng có mối ưu tiêu ho khẳng này cái tháp bí sôn sôn mùi sôn đi bí ếch sôn 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 mùi 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 sôn 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 bí sôn sôn ta dương sở xế giống mấy dương ai sở xế chia cắt tam rụp bổng môn tìm mùi nâng cứ bì sôn sôn muối nơi đó đáy anh em mình lại sôn bì mốc lục cháo và sạch xe tâm tái đi bì ế từ bà này anh em sôn thẳng ớt túc sôn đã mùi máu anh em mùi thẳng ớt sạch xe đã đáy anh em sôn thẳng ớt sạch xe đã sôn mùi máu sạch xe đã sôn mùi máu anh em lục sôn kháng chóng sorry lục sôn kháng đám túc bì sôn sôn và bì sôn sôn nít chia rụp bổng môn tí mùi bà chia rụ mùi đài dương át sở xế IP version bổng mùi đài cắt bần thói tu lệ rồi bỏ hạch ra đó mình chăm bách sở xế xe xe cả đội dương khơi bì khang slide môn tế bà chân bì bằng có phép nghi xu lợi dương cộng ai dương mơ tới IP version bổng mùi nâng viết xe xe cả lăng bệnh bà ok cái miên rụp bổng môn mùi tiệt nè đám bay sở xê ở ban căn đặc lây dương năng tử tiệt và ở ban căn đặc lây dương năng tiệt cái tha bỏ sân bao miên lấy sâu tuôn khnê chọp khnê bài bài này ai ta lấy sâu thì chóng ai ta lấy sâu tiếng ớ mà ai ta lấy sâu tiếng ớ dương á chùm nuốt bán đói double colon và chật bi bị đòn và chật bi đòn ní dương á chùm nuốt ai lấy sâu tiếng ớ bàn tung na đại miên lệ sâu tiếng ớt dương ai ớt sơ sê bàn dương ai ớt sơ sê bàn dương chùm nuốt đói chật bí bí đoàn chê bà có bần tay dương sâu mơ lệ càng khó hôm ní nông mùi IP address mình ai miên chật bí stuôn khnia nụ tê bà cứ ăn ở nhà ai miên tay chật bí tay mặt đoàn cốt bà tay mặt đoàn cốt mình ai appear pi đòn bà này bà sân chỉ appear pi đòn cứ mà nâng invalid IP address mà nâng invalid IP address bà trong rụp môn tì bì ní cứ kê tha ai ta khơi sâu chẳng ớ tung na cả đó cứ ai lúc chào bà chùm nuông màu vĩnh cứ double colon bà bần tay sâu cũng chùm nuông tiếng pi chè bà chúng nuôi đời stun khnề bài này và lấy những mẫu ưu tiêu ho hàng gram chúng nuôi ao ca sơ xe ao ban trầm trữ nơi aso của họ này cứ sơ xe bài này vẫn tiếp trầm trữ pi sôn sôn muối chật pi sôn d b a và chật pi a b c d và đời xa dương phở chật pi mà đòn hai hai chấn ác lại này dương mình ác phở chật pi tiệt bà nụ tê bà tiệt bà nụ tê à lấy dương mờ k
kia tha IP version 6 miến 8 cái tùng. À lấy dân mơ cái lại này miến màn cái tùng hai. 1, 2, 7, 4, 5, 5, 6. 6 cái tùng à. Chứng IP version 6 miến 8 cái tùng. Chứng bài dân sẽ xe bỏ 6 cái tùng hai. Chứng miến này tha chọc pi ní. Cứ đồng nàng ở xôn xôn pi cái tùng tham tiện. Và xôn xôn pi cái tùng tham tiện. Ở bàn cực 8 cái tùng. Dương mình ai chùm nua chút pi cái lãnh xôn xôn đi tiết bán này. Và đưa xa ấy việc bà xin cho chùm nua xôn xôn đòi double column được lãnh này tiết cứ mà nâng invalid IP address cho lạc hẳn này mình ai purse tuôn hình như thế chẳng ủ thì hò tì muối cái lãnh này dừng bấm pinh đòi xôn 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 pi cái tùng mà pi tung chứng minh này than là sao pi tung tiết cứ nơi cho lọt này và possibility mũi tiết bà sẽ say bài chứ minh này than chứ bà sẽ say đó chốt pi minh này than sôn sôn này phần tai ta sôn sôn nó ai chầm nuốt đấy sôn sôn bằng mạng cái tung và lấy dân mở ưu tiên hò mũi tiết cái thà pi sôn sôn mũi sôn d b a chốt pi a b c d sôn 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 bảy cái tung bà chứng đọt hẻl IP version 6 miên 8 cái tùng à lấy dân mơ IP này miên bằng màn cái tùng hói 1, 2, 7, 4, 5, 6, 7 nơi khoa mặt cái tùng điện chứng cái lãnh chốt pi bị đoàn này miên này thá mà nâng sốn 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 buôn đoàn mặt cái tùng điện bàn group mà nâng 8 cái tùng bà đôi khi khăn này bà dân vô sôn sôn mà chùm nuốt ai khăn khăn này vĩnh dân chùm nuốt ai double column này khăn này vĩnh miền này thà khăn này cứ sôn sôn thẳng ai bà nó sao bà mang cái tông cứ sôn sôn thẳng ai ở lấy dân mơ lại nên mình mang cái tông mùi bì bày buôn prạm chấn sôn sôn bày cái tông này cái lại này bà sôn sôn bày cái tông này cái lại này bà chấn cái lại này có đôi khi này có đôi khi này đây bà chấn nhóm ai tiền xâm rãi mà thà person bài dân sẽ xe bạp ní cái lãnh double column ní miền này thà mà nâng sôn sôn pi cái tông tham tiền ở lấy dân hợp mũi pi bây buôn pram pram mũi chứng cái lãnh ní sôn sôn pi đoàn hài hài dân mình ách lúc bàn tí pi bố dân pra double column nâng cái lãnh ní hài và dân pra nâng cái lãnh ní hài chứng xâm rai máu double column này cái loại này mà nó sôn sôn pi cái tông tham tiền và pi cái tông tham tiền và thấy dương mình trong bách sẽ xây sôn 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 này thiết tế đời xã dương ai chùm nuốt đói double column bàn chân lý chưa rú tí pí đại dương ai cắt mình thói ca sẽ xây chùm nuốt cái tông ở bàn can thật tạch và cắt mình thói sẽ xây bàn can thật tạch chân xôn trăm rút bầm hôn tiền pí nâng đồng bày ai sẽ xây IP version bầm mỗi bàn à lấy dân mơ ưu tiêu hò hòm bì tích tiết dân mơ ưu tiêu hò hòm bì ca sơ xe IP address version 6 dân có thlop đăng hay thà IP version 4 có trở bàn bài chạy trên chìa bì phần này này cứ prefix rồi có network nâng host bà nơi khăn IP version 6 kê có bài chạy trên chìa bì phần này mà khăn chuyên cứ khăn network khăn đám cứ host bà khăn host hay có chạy trên chiếc class này. Sầm rap IP version 6 ở miền class A, class B, C đối IP version 4 thế. IP version 6 cứ chỉ classless only. Bà, classless only. Chẳng prefix rồi bảo vệ prai prul tự tạm ca pra pra chạy sở đánh. Bà, prai prul tự tạm ca pra pra chạy sở đánh. À lấy dừng mở. Các bạn chạy IP version 6 có tập bản bạn chạy trên chữ P phần này đối khả nế. Tí mũi cứ prefix, tí P cứ interface ID. Và prefix cho mũi nâng version 4, khẳng nét cứ chỉ network, khẳng nét cứ chỉ host. Và cứ chỉ host bits, network bits. Và trong prefix miền này là prefix 64 bits, interface ID 64 bits. Miền này là bản thân thì dựng cho rơi vô prefix chùm nguồn 64 bit bà này ta slash 64 nữa cứ network bit chùm nguồn 64
sau 64 bit tiết cứ chỉ host cứ chỉ interface ID cứ chỉ IP address đại dương ai vô tập prà prà xâm rạp network bỏ dương bàn sma nâng pi sài con 64 và chấm nuôn IP address đại ai prà bàn hai có comment dot first dot last đôi nơi khả nông version 4 đây cứ prà chấp thăng pi IP tìm mùi là hốt đó IP trong khối và cứ prà bàn tại một đồng và ok lấy dương mơ ưu tiêu hò nít chi IP address mùi và đại tự bàn bà bà nữ khổng computer chẳng cái tha IP address nâng bởi dương đặt slash mà phải buôn miên này thả prefix rồi bỏ vi 64 bits chẳng cả nà prefix rồi bỏ vi 64 bits dương rộp tới khổng mùi bí bấy buôn buôn khổng buôn con nâng buôn khổng nít mà khổng đập mùi bit đập mùi bit và đập ra mỗi bit con nâng buôn cứ xa mà nó không sợ buôn bit chứng dương cắt tông vô trong bì ní tự khăn khối cứ chỉ prefix number yeah, prefix number sau bà mẹn cứ anh ấy cứ chỉ interface ID chứng bài dương lúc interface ID chánh đã ai viên nơi xa mà xôn tiếng ớt cứ xa mà nâng network ID bà smart network ID cầm đáy sống chạm là network ID nó gửi dân pra bàn này mà dân vô tạ xa như cái nóng đi vài bàn bà chất là một phây buôn ý miền này thá này. Đói xa trong nguồn bít nơi càng hay ní dân cắt cái tung tới kháng khối ní dân vào ngoài bên nơi xa sâu cứ là một phây buôn dân ọt xa xe lại sâu ní cậu bà này dân xa xe bài một chè bà chúng ta đập vào mũi cứ 64 bit và dương ai cho xe tùm rung cho bạn và pi son son mũi dbx hai cd ab 67 chật pi slash 64 cho xe bạn đi bạn chật pi nít mà nó son tầng buồn tầng này và khẩn khẩy và ca cho xe căn đặc lấy và cho nít chỉ ca cho xe ip address mũi và chỉ ip KCC IP address 1 rồi bó, version 6. Chân bà sân chỉ dương chơ rơ dục IP đại miền prefix chùm nuôn 64 bit. Ta chùm nuôn IP đại dương bà bà nữa. Miền chùm nuôn bà bà bà. Nì, chia chùm nuôn IP đại dương ai bà bà nữa khăn network tại mũi. Bà. Chờ đó nè, chúng mình đang thả hai thả lệch ấy thế bà. Mình đang thật tung ấy đấy bà tràn bệnh bà priếp thiếp cho môi năng version của môi bánh sorry version buôn bánh bà nhưng khi mà rồi chất sắp đi đọc của môi son là đọc của môi cứ miền IP address của môi mơn IP bà anh đi bây giờ priếp thiếp cho môi năng IP version buôn bà chồng nuôn IP việc khó khăn như ngài nè bà khó khăn như ngài nè chẳng hỏi từ nè chùm niên nơi khang phân này IP version bởi muối mà bị bởi tế Espan cột bàn lực lang thà Mr. Jordi nơi khang chùm niên khang IP version bởi muối cột thà bí ả lấy rồi hô tự đọc pram rồi cho nam từ một tiết và có pram toàn ọc đây pram rồi hô cho cầm ách vô vinh có pram IP version bởi muối mình toàn ọc đây bà vị tràn lơ lục bà vị tràn lơ lục chấm nuôn IP về bà lấy những mơ mà đòn tiền UTHTP cứ slash một ha sập mồi ông bánh mấy slash học buồn bà slash học buồn mình ta dừng hộp tới cục học sập buồn bịt bà trước bớt sân chỉ slash slash 6 nưng dương có thử hộp ở khớp 56 bit đây pi chuyền tới nưng khớp 56 bit thầm na dương khăn thầm nưng bắt đầu mà dương tới lẽ anh nó sao sâu đừng ha ba rồi dương mà 16 48 anh ấy 16 tiếng bởi đây dương ở vô tầng ở thế bởi vô tầng ở cứ học bùa này ba chứng dương vô tới 8 bit thêm tiếp đi bà nhưng cho tập 8 bit thêm đi này chấn
dương cắt cái tung thầm bằng năng máu cứ sla ha bằng mùi vậy bạn này tha anh ấy cứ ha sấp bằng mùi bịt và cứ ha sấp bằng mùi bịt chân dương sẽ xây bài này p son son mùi d b h zero h nine c d a b zero zero và six seven này dương lúc bị chào chập pin này lỗ đòn này tao chưa sâu được ngọt và tao chưa sâu được ngọt và đây son son này mình hạt lục bàn thế được sao viên được hàng cào ấy nhé sao viên được hàng cào ấy và đi chỉ ca sửa xe IP version bộ mùi và anh ấy lại slash này dương ai flexible tam năng slash size sửa bộ bảy dương sửa xe dương mới slash ha bộ mùi slash học sub slash chất sub ấy nữa và vì flexible để tam năng còn đại rob chấm nốt bit bảo vì tất cả bị sway mà tam tam năng máu nhưng cắt cái tông đầm năng mà ok và ok nhưng mà bị cả bài chạy bị global routing prefix rồi có subnet ID và nâng interface ID sắp tăng off size sub size sub bằng 7 bits cứ dùng bàn đo ao viết tới chỉ global routing prefix nơi con ISP nơi con hôn ISP tôi đang bị phục lỗ cứ cái prasla size sub bằng 7 đồng bày communicate cho mỗi cái tuyến tâm hào global routing prefix và person bây dương pra được nông local dương ai pra slash học sập buôn rồi có flexible để tạm nâng và trong này ai đọc vào mỗi bit và tòa bì slash size của mỗi này cứ dương ai for subnetting và cứ chỉ subnet ID đôi chỉ dương ca thư subnet nơi version buôn chẳng đài chúng bảo slash size sập bấm bấy cứ miền này thà chia global routing prefix và lớp pin nắng cứ subnet và đọc vào mỗi bit time tiết cứ mang subnet ID và trong luôn học sập bit trong khối cứ chia interface ID để assign được con device xem xem và chia router switch PC ấy chị làm mà là hàng học sập bốn bit trong cái này IP version bằng mối chạy trên chữ bay prophet và chữ bay prophet unicast multicast nâng anycast unicast có đôi chữ IP version buôn đấy cứ one to one communication và one IP communicate to another IP và anh ấy unicast multicast cứ chữ prophet IP address dial prapra IP mà lệch send to multi destination và ưu tiên họ cái send IP cái prapra IP prophet multicast address đồng bài send tầm mà đón tới căn device chỉ cho ra đài miền IP address prophet multicast được nhiều và trong này anycast win cứ chia prophet IP address unicast mùi đại là assign từ lớp multiple device ưu tiên họ IP address version của mũi đại miền lệch đối khả nìa assign từ lớp router tì mũi, router tì pi, router tì bay, router tì buồn rồi có server tì mũi, server tì pi, server tì bay, server tì buồn miền IP đối khả nìa đảm bay ấy đảm bay bấm ra switch xem xem và cái tha chị ưu thì họ mới cái tha person bài dương request từ can server nào mũi đại miền IP address mũi chứng person và server nâng miền IP address đôi khnì ở phần tay nơi tì tăng khó khnì chứng cái ai route từ can device na đại nơi chất chuyên kê bằng phốt né device na đại nơi chất chuyên kê bằng phốt chứng cứ kì pra ai pra anycast address hay không cả nấy nó đồng bài serve từ căn client được bộ kế ở căn từ lươn và ở căn từ lươn chân IP address miền bay prophet và unicast multicast and anycast và dẫn mới là P global unicast address và global unicast address cứ chia IP address global đại ai routing pi network mũi từ căn network mũi nơi tu tiên bị phục lục ban
bà priệp thiếp cho mùi nâng IP version 4 priệp bay đối chia public IP chẳng bà priệp bay đối chia public IP à nâng cứ chia global unicast bà chấm nách ai link local address bà link local address cứ chia address mùi dial miên lệch chấp bị FEA0 hay đấy bạn chỉ vì miên lệch FEA0 hay link local address nó cứ pra nằm mấy ấy link local address cứ chỉ automatic IP address dial assign interface của bọc công chứa dương assign interface của bọc device của bọc dương bà priệp thiếp cho mỗi nâng IP version 4 này cứ miền lệch mở học sắp bốn chọc bì hai sắp bốn này anh bà phần sân bà không miền DHCP server assign IP mà ai device tế device tiếng on nút nâng chạp vô IP address mở học sắp bốn chọc bì hai sắp bốn xong rắp IP version 4 bà chúc bà IP version bà mối vinh kể hai việc thật chỉ link local address đáy trực bán assign automatic đòi generate trên bí MAC address robot interface mùi nâng. Phần tế, chỉ tôi tới cứ tăng để chấp đáng bị FEA0. Bị FEA0. Chúng chúng nhóm xong bằng hàng công chế độ bọc nhóm. Và, nhưng khi công chế độ bọc nhóm miền interface chỉ chẳng đài miền FEA0, FEA0 tiếng ọc. Và, interface mùi nát có khơi FEA0 này. Đây là assign IP version 6 và version 6 này chưa version 4 và 164.254 đó xa admin DHCP server assign ấy và có phần tay tu bay miền DHCP server assign ấy có đó tại vì assign tay nó lỡ version 4 này cho version 6 nhóm mặt miền DHCP version 6 tề chứng việc trở generate link local đời khuôn anh và link local đời khuôn anh và chúc chăm sông mình to tiết và chân đi chia link local address unique local address cứ xâm nãy từ lờ private address và bà xin chia priệp thiếp cho mùi nâng IP version 4 cứ chia private address và private address private address cứ chạy chân chiều rang rồi bảo vía cứ FC zone zone mà slap bumper. Chẳng bớt xin thì dùng assign chi private address dùng ai start p FC 00 tờ. Thông tin mùi bạn chứ thông tin mùi. Lấy dùng châu đo IP address version bằng mùi rang rồi bảo vía miền p lệch ná rồi đo lệch ná dùng ai pra dùng mạch bà. Chúng ta kể đến nếu vì mình có AMP version 4 này bà vì thi sát tại mùi vì thi sát tại mùi à lấy dân ưu tử họ cái miền IP address P001DBH089CDAB00 mấy chật pi mùi pi bà slash học sắp buồn chúng cái chọn đăng thật ta IP nó chưa bà phết ấy IP nó cứ chưa bà phết Global Unicast hai đấy ban dương đăng thang vị trí global unicast dương ai chậm nằm chứ bà âm ban mấy dương ban mở hái unique local cứ start p fc zone zone bà cái bên nó cứ global này bà hay chỉ biết xét cứ phía trên cái phở p zone zone mùi bà ai được hơi ba p zone zone bà p zone zone nó cứ global này đây dương ai thập public ip dương mưa lại này prefix LAN cứ 64 slash 64 và chứng network rank được bảo vía cứ start pi bao màn và này cứ 64 bit so với khăm ấy so với cái home có 64 bit đây cứ start pi lại zone lâu đó FFF và F tầng O và F tầng O chứng pi zone tầng O lâu đó F tầng O bà giờ mình pi chấm nuôn IP để phở ban với cứ này chỉ chấm nuôn việc chấm nuôn IP để phở ban bà sẽ xây ping chấm nuôn ai lấy hàng lớn bà sẽ xây chỉ là nạp ping link là bỏ IP format với vĩnh
cứ xem bạn này tài quẻ nhất nữa bà về về ưu tiên hoa mùi tiệt bật sân mà sạc xe sẽ bùng bầy bà chứ nhưng cắt cái tông đấy bà nhưng cắt cái tông đấy thấm CD đi nữa bà muối bị bay cái tông bà thấm 8-9 CD đi sao phải làm cái tông tiết cứ chia interface ID bà để ai prà prà bàn trăm bì lấy xấu nó đó là F tổng ngọt nít chì chùm nuôn IP đã prà bàn không muối network nâng bà không muối network nâng bà nít cứ sẽ xây pinh chùm nuôn ai khẳng lời đôi dạng mạnh chẳng này bà ok nít chì IP ở trái rén rưu khỏi dương ai chặt tục thà nít chì subnetting này này IP version bùng mối đá bà subnetting IP version bùng mối đá và dương ai sắp nít thình chẳng slash size dùm bay slash ha bùm mùi slash ha pi slash ha buôn chẳng thơ và cứ dương bài chạy tới tạm nâng bài chạy tới tạm nâng và ok ở con cháu ấn xâm rạp ở cả tu sân na video mê riêng ông pi IP version bùm mùi và cho bật sân mà miên chồng ngọt ấy mình toàn dốt ai comment xuống ở khẳng cao và xâm ở con